Xin chào mọi người. Trong video này, Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý vị một cái dự án mới thuộc Hà Chi 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về ở. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Và ở cái dự án này thì còn căn hướng Đông Nam nữa nha mọi người. Giá chào bán từ 2 tỷ 750 triệu đồng, nhà đầy đủ sổ đỏ riêng biệt, chính chủ về ở ngay, hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Mời quý vị theo em vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần mặt tiền ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư đã ốp toàn bộ cái đá granite rồi mọi người nha, phần mặt tiền đấy ạ. Và với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox kéo mọi người nha, và bên trong là cửa gỗ kính. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, chủ đầu tư thiết kế như thế nào? Đây, phần tầng 1 mọi người nha. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là vị trí phòng khách. Như mọi người có thể quan sát, nó hơi bẩn một chút xíu nữa về cái phần dọn dẹp. Và với cái căn nhà này thì ở đây này có cửa sổ thông thoáng ở bên này, bên hông mọi người nha. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Với hiện trạng của nó thì chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Cái nhà này, ngõ trước nhà thì 2m, cách với trục đường ô tô có thể đi lại thì 300m mọi người nha. Cách với trục đường ô tô đi lại, Ngọc Ánh nhấn mạnh cách 300m đường ô tô. Và với cái vị trí của ngôi nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, rất là gần với trung tâm hành chính quận. Từ vị trí căn nhà này ra tới trung tâm hành chính quận Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 1km thôi mọi người ạ. Gần với lại chợ Hà Đông, gần với các bệnh viện lớn. Và tầng ngoài cái phần phòng khách này thì ở đây còn có cái phòng bếp mọi người nha. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà đây, chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là tủ gỗ mọi người nha. Thiết kế tủ bếp toàn bộ là tủ gỗ. Đó, xung quanh bếp thì là ốp gạch bông, rất là đẹp, rất là bắt mắt mọi người ơi. Mặt bếp thì là ốp đá granite. Và cái chậu rửa ở đây mọi người có thể nhìn thực tế này, nó hơi khác một chút so với những cái mà Ngọc Ánh thường quay lên. Chậu rửa là cái inox đúc 304, xúc 304 mọi người nha, màu đen. Nhìn nó cũng rất là khác biệt đúng không ạ? Đó, với cái không gian bếp nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên nó vẫn tích hợp đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng. Đó. Riêng ở Hà Chi này thì gần như nó là trung tâm của quận Hà Đông, nó có một số những cái trường học liên cấp và một cái số trường học rất là nổi tiếng. Ví dụ như cái trường Trung học Phổ thông Lê Lợi mọi người nha. Ngoài ra phía tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh nữa. Thì cái phòng vệ sinh này nhỏ nhắn nhưng mà đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đặc biệt nhất của cái tầng 1 này mọi người ơi, đây mọi người có thấy ai chủ đầu tư nào mà thiết kế cửa nhà vệ sinh là cửa gỗ không ạ? Đây, có nhá, chủ đầu tư này đấy ạ. Thiết kế cửa nhà vệ sinh là cửa gỗ quý vị ạ. Đó. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 đây, cổ trụ cầu thang toàn bộ là thiết kế gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite đen trắng mọi người ạ. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá phía trên tầng, ở phía bên trên của ngôi nhà nha. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì cái phía hành lang đi vào nó có một cái ô cửa sổ thoáng mọi người nha. Mở ra mở vào được để lấy ánh sáng cũng như là cái độ thoáng ở ngoài phía cái khe thoáng này mọi người ạ. Đó. Và với cái tầng 2 thì là thiết kế như sau. Mời quý vị khám phá cùng Ngọc Ánh phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây. Chủ đầu tư lắp đặt sẵn toàn bộ full nội thất ở phía tầng 2. Quý vị có thể nhìn thấy giường, tủ, đó, kệ bàn phấn. Và trên tầng 2 này thì là lát toàn bộ sàn gỗ cùng với cái tông màu của cái bộ nội thất này nha mọi người, rất là đẹp. Đó, mọi người có thể ngắm giúp em. Nói chung mỗi một cái căn nhà của mỗi một chủ đầu tư khác nhau, mỗi một chủ đầu tư một cái cá tính thì cái căn nhà đấy tạo nên như thế này mọi người ạ. Rất là đẹp, hệ thống trần thạch cao này mọi người nhìn thấy nhá. Đó, trần thạch cao còn có cả phào nữa mọi người ơi. Đấy, rất rất là đẹp nha. Chỉnh chu, đầy đủ. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đó, đây. Ban công này thì mở được hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Diện tích của ngôi nhà thì nhỏ thôi, nói thật.
là 30 mét nó không phải quá lớn, nhưng mà với cái thiết kế như thế này thì chắc chắn là hẳn luôn là quý vị sẽ không thể chê được mọi người ạ. Bởi vì sao? Chủ đầu tư thiết kế cố gắng nhất có thể để đáp ứng cái công năng sử dụng cho mọi người rồi. Và ngoài ra phần tầng 2 thiết kế theo kiểu phòng ngủ master mọi người nha, có nghĩa là nhà vệ sinh ở phía bên trong thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, hệ thống lavabo bàn đá và cái dây chờ ống chờ bình nóng lạnh, cửa nhà vệ sinh nữa đây mọi người nha. Đây, vẫn là cửa gỗ mọi người ạ. Vẫn là cửa gỗ. Thực ra Ngọc Ánh đi làm nghề này rất là hiếm chủ đầu tư thiết kế mà cửa nhà vệ sinh cũng kiểu cửa gỗ mọi người nha. Đó. Và cửa thông phòng. Trời ơi, cái gỗ nó chắc nịch tay luôn mọi người ạ. Đó. Rất là chắc, rất là đẹp. Với cái vị trí này thì đi ra trung tâm rất hay, rất là gần này. Rồi là những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, rồi những cái trung tâm thương mại. Ví dụ như ở đây thì gần với lại Mê Linh Plaza này, gần với lại Yomon Hà Đông này, gần với các bệnh viện lớn này, bệnh viện Đa Khoa này, bệnh viện Quân Y 103 này, bệnh viện K Tân Triều này, trung tâm hành chính quận này, chợ Hà Đông này. Chợ Hà Đông thì là cái chợ lớn nhất của cái quận Hà Đông rồi mọi người ạ. Bởi vậy cho nên là với cái căn nhà này nó tích hợp đầy đủ những cái yếu tố mà quý vị mong muốn khi mà quý vị muốn tìm hiểu cái căn nhà nào đấy, thì những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh về những cái dân sinh dân trí thì căn nhà này đảm bảo cho quý vị 10 điểm mọi người nhá. Tiếp theo, mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Vẫn là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Tuy nhiên, trên phía tầng 3 này chủ đầu tư không thiết kế cái nội thất như phía dưới tầng 2, thì quý vị có thể nhìn thấy cái không gian mà không lắp đồ đây mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Đó. Cũng khá là rộng. Đó, với cái không gian tầng 2 này thì quý vị có thể về chọn lựa cho mình những cái mà đồ nội thất hoặc là ví dụ phòng cho các con thì là theo cái sở thích của mỗi người. Tầng 2 này cũng có ban công mở hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Và phía tầng 2 này cũng được lát sàn gỗ. Với cái căn nhà này Ngọc Ánh đang quay ấy, thì giá chào bán riêng của căn nhà này là 2 tỷ 820 triệu đồng quý vị nhá. 2 tỷ 820 triệu đồng Ngọc Ánh xin nhắc lại. Và cái có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu, quý vị với căn nhà này thì chỉ phải chi trả khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền mặt trước, còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ những cái ngân hàng mà chắc chắn ai cũng biết, ví dụ BIDV, Agribank, MB Ngân hàng Quân đội mọi người nha. Phần tầng 3 đây, vẫn còn một cái phòng vệ sinh nữa đây. Ở phía tầng 3 thì nó cũng thiết kế xem giống nhau như tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây, đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh, rồi là cái ống chờ, dây chờ, át chờ, bình nóng lạnh. Cửa thông phòng. Đây, và mời quý vị theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cũng tương tự như tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên, với tầng 4 chủ đầu tư lại làm khác đi một chút, đó là không làm sàn gỗ nữa mà thay thế vào đấy là lát gạch 60-60 vân đá màu trắng mọi người nha. Nói chung tổng thể lên thì mỗi một tầng chả tầng nào giống tầng nào cả. Mặc dù thiết kế thì như nhau nhưng mà cái bên trong cái căn phòng này thì nó vẫn có một chút về sự khác biệt. Đó, màu sơn rồi là gạch lát nền rồi là sàn gỗ. Đó, như quý vị có thể nhìn thấy cái diện tích của căn phòng rất là rộng đúng không ạ? Đây, đó. Vô cùng hợp lý. Thực ra Ngọc Ánh review thì nó rất là thật quý vị ạ. Khi mà quý vị đến xem nhà thì quý vị biết rằng là ví dụ Ngọc Ánh bảo đường cách ô tô 50m là 50m, cách 300m là 300m. Với cái căn nhà này thì ngõ nó không phải là quá nông mà nó cũng không phải là quá sâu mọi người ạ. Tuy nhiên thì vị trí của nó cũng không phải là xuất sắc. Và nhà vệ sinh phía tầng 4 đây. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đó. Hệ thống sen nói chung là đầy đủ. Đầy đủ hết. Hệ thống ở đây nước thì là sử dụng nước sạch sông Đà, và điện thì dùng điện lực EVN Hà Nội mọi người nha. Đây, tầng 4 này có cái gương tròn tròn này rất là xinh xắn nha mọi người. Nhìn nó rất là độc đáo. Và phần còn lại tầng 5 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá nốt cái tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước chân trên phía tầng 5 của ngôi nhà là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ cái ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Đa phần bây giờ với cái diện tích nhỏ, tuy nhiên chủ đầu tư như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, thiết kế rất là đầy đủ, chỉn chu. Từ những cái ô giếng trời thoáng xuống cái khu vực cầu thang này
Đấy, hầu hết là chủ đầu tư nào cũng làm mọi người ạ. Và đây ở bên phía bên cạnh này đây, như Ngọc Ánh, từ tầng 1 cho tới tắc các tầng đều có cửa sổ đây, ở phía bên hông mọi người nha. Đó, mở ra rất là thoáng. Căn nhà này thì là hướng đông bắc mọi người nha. Và ở đây thì còn một cái căn nhà hướng đông nam nữa. Thiết kế thì nó cũng tương tự như thế này thôi mọi người ạ. Thiết kế thì đều 30m, xây 5 tầng và mỗi tầng một phòng ngủ đấy. Lên trên phía tầng 5 này thì đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó, phòng thờ cũng rất là thoáng nha quý vị. Và ngoài ra thì đây là phần sân phơi. Đây, sân phơi rất là đẹp. Mọi người, đây mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh xung quanh. Từ cái vị trí căn nhà này, trời ơi nhìn xung quanh không biết bao nhiêu là cái tòa chung cư mọi người ạ. Đó, Phú Thịnh Greenland này, rồi là Victoria này, Ca Park này, The Ca Park này. Ở đây thì từ cái vị trí căn nhà này gần như là nhìn thấy tất cả các cái tòa nhà chung cư này. Và ở cái xung quanh cái vị trí căn nhà này thì khu dân cư phải nói luôn là lúc nào cũng đông đúc mọi người nha. Quá là đông luôn ý. Cho nên quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này và khu vực khác thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.